giải vô địch Vovinam dành cho sinh viên khu vực phía Bắc lần đầu tiên đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 20 trường đại học và cao đẳng. Trường đại học FPT tại khu công nghệ Cao Hòa Lạc với vai trò là đại học đầu tiên của Việt Nam đưa bộ môn Việt võ đạo vào chương trình giáo dục thể chất bắt buộc. Đồng thời cũng là võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam đã đăng cai tổ chức cuộc thi. Tại giải vô địch Vovinam, sinh viên khu vực phía Bắc lần đầu tiên được tổ chức. Các vận động viên đã tham gia tranh tài ở hai nội dung đối kháng và biểu diễn với 19 bộ huy chương dành cho thể thức đối kháng và 6 bộ huy chương biểu diễn. Trong nội dung thi đấu đối kháng, các vận động viên được chia thành 11 hạng cân dành cho nam và 8 hạng cân dành cho nữ. Nội dung biểu diễn là các bài quyền nổi tiếng của Việt võ đạo. Mục đích của giải đấu là tạo ra sân chơi võ thuật, phát triển tài năng và gây dựng phong trào tập luyện môn võ Việt Nam với màu áo xanh đại diện cho hòa bình và sức trẻ. Việc khuyến khích phát triển bộ môn Việt võ đạo là thông điệp kêu gọi sinh viên nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung rèn đức luyện tài và hôn đúc tinh thần dân tộc.